Thưa quý vị và các bạn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở các trường học là vấn đề rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của học sinh. Ngay từ đầu năm học, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Long Xuyên đề ra nhiều biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin nhà trường nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, giúp các em phát triển đồng đều cả về trí lực và thể lực. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Xuyên, toàn thành phố có hơn 132 trường học có bếp ăn bán trú, căng tin phục vụ hàng triệu suất ăn mỗi ngày. Hiện các căng tin cũng như các bếp ăn bán trú trong trường học đều có giấy phép hoạt động, thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp chế biến thức ăn, chấp hành tốt các quy định về trang bị bảo hộ lao động và vệ sinh cá nhân khi chế biến thực phẩm, thực hành vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp, quy trình chế biến thức ăn được đảm bảo. Căng tin trường tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bình Đức là nơi có đông học sinh ăn uống trong giờ giải lao. Vì vậy, ban giám hiệu luôn quan tâm kiểm tra hoạt động của căng tin trường. Bảo theo yêu cầu của nhà nước có hóa đơn chứng từ đàng hoàng, nhãn mác là đầy đủ, với sức khỏe được khám phá đầy đủ đàng hoàng, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường ăn uống đầy đủ. Thì đầu năm nhà trường cũng là yêu cầu phía bên mà hợp đồng căng tin đó thì tham gia trúng thầu, thì bên đó phải là các thành viên bán ở trong cái căng tin phải khám sức khỏe định kỳ, và các cái thực phẩm mà nhập về đó phải có nhãn mác rõ ràng theo cái quy định, rồi các sản phẩm đều có lưu trữ lại, có ghi lại cái theo dõi cái hạn dùng của các sản phẩm. Căng tin cũng phải thường xuyên cái dọn dẹp vệ sinh, rồi cái người bán cũng phải đảm bảo cái đeo găng tay, rồi cái đeo khẩu trang để thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh ở tại căng tin. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Lê Lợi, phường Mỹ Bình có tổng số 604 học sinh với 100% học sinh đăng ký ăn bán trú tại trường. Những năm qua, nhà trường luôn kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển, tuân thủ quy trình giao nhận, lưu mẫu theo quy định. Khu vực bếp ăn của nhà trường được xây dựng theo quy trình một chiều, thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày đúng theo quy định và có hợp đồng nhập thực phẩm, cam kết trách nhiệm với các cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín trên địa bàn. Đối với căng tin thì trường chỉ đầu năm đó là một cái kế hoạch để kiểm tra cái về an toàn thực phẩm của căng tin, và theo cái kế hoạch đó thì kiểm tra định kỳ hàng tháng và kiểm tra đột xuất. Ngoài ra thì cũng có giao cho cái bộ phận y tế thường xuyên xuống kiểm tra trong các giờ ra chơi để xem các em ăn uống như thế nào về cái phần thực phẩm mà căng tin đã bán. Còn về cái phần bán trú thì đầu năm công việc của các cô dưới là dọn dẹp nhà bếp, dọn vệ sinh phòng ngủ, nhà ăn. Thì tiếp theo trên ban giám hiệu thì chúng ta là hợp đồng với các công ty thực phẩm để mà thực hiện cái công việc đăng ký mua thực phẩm đầu năm. Rồi ngoài ra là cái việc kiểm tra về an toàn thực phẩm là trường chúng tôi luôn xem nó là cái nhiệm vụ hàng đầu, luôn kiểm tra rất là sát sao trong cái khâu chuẩn bị. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn thành phố Long Xuyên trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng như ngành y tế tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền các nhà trường thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ các khâu từ mua, nhập nguyên liệu đến sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, khuyến cáo hạn chế hoặc không sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn không đóng gói, không rõ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, đặc biệt lưu ý trong sử dụng và bảo quản các thực phẩm dễ hư hỏng, biến chất như giò chả, xúc xích. Thực hiện ký kết hợp đồng với các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, có đủ điều kiện kinh doanh, có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường công tác y tế, vệ sinh môi trường, trường học, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của học sinh để nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.